Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tony Phùng. Và hôm nay trên bàn làm việc của mình đang có một chiếc laptop vô cùng là đặc biệt. Đây chính là Razer Steelblade phiên bản 2017, chiếc Ultrabook mới nhất của nhà Razer, và nó là phiên bản cải tiến hoàn toàn so với thế hệ cũ. Đây có thể gọi là một chiếc MacBook chạy Windows bởi vì nó quá giống với MacBook. Và thậm chí xét về kích thước, xét về cân nặng và xét về rất nhiều yếu tố thì cái sản phẩm này nó còn ấn tượng hơn nhiều so với chiếc MacBook Pro 13 inch 2017. Video này sẽ là video mình chia tay nhanh và chia sẻ đến cho bạn những cái thông tin cơ bản ban đầu về sản phẩm. Có lẽ là video đánh giá chi tiết thì mình sẽ phải nợ các bạn rất lâu về sau, bởi vì mình sẽ phải trả máy luôn rồi. Không dài dòng lam ăn nữa, chúng ta sẽ đi vào sản phẩm ngay bây giờ. Đầu tiên, nói về thiết kế bên ngoài thì các bạn có thể thấy là cái máy này được làm ra từ một cái cục nhôm nguyên khối và nó được nhà sản xuất cắt CNC để mà tạo những không gian lồng sản phẩm vào, dẫn đến là chúng ta có một kích thước vô cùng là nhỏ, nhưng mà các bạn có thể thấy là cầm trên tay vẫn rất là đầm tay luôn. Và đặc biệt là trên Razer Steelblade, mình rất thích cái cảm giác đó là kéo nó lên, đó, phần trọng lực rất chuẩn. Và cái cảm giác mà các bạn kéo lên cái phần bản lề này không cần phải tì tay xuống dưới, nó cực kỳ là đã luôn. Rồi bây giờ hãy nói sang những cái chi tiết khác ở bên ngoài. Thì các bạn có thể thấy ngay bên trên chúng ta sẽ có một cái logo Razer, ba con rắn chụm đầu vào nhau, và có thể nói rằng đây chính là cái điểm ăn tiền của sản phẩm này, bởi vì logo phải nói là nó quá đẹp. Ở bên cạnh trái thì các bạn sẽ có một cổng USB Type-C, một cổng USB 3.0 và một jack tai nghe 3.5. Với cái cổng USB Type-C này thì nó sẽ đóng góp cái vai trò một là Thunderbolt 3, và thứ hai nữa đó là cổng sạc USB Type-C duy nhất của máy mà luôn. Bên cạnh này các bạn sẽ có một cổng HDMI tiêu chuẩn và chúng ta sẽ có thêm một cổng USB nữa. Nói chung là về cái cổng kết nối thì trên Razer Steelblade nó khá là hạn chế, nhưng đó là một cái điểm cơ bản của những thiết bị Ultrabook mỏng gọn nhẹ rồi, chúng ta phải chấp nhận mà thôi. Với dòng Razer Steelblade này thì các bạn sẽ phải chấp nhận đấy một vấn đề. Tuy nó có một mức giá khá cao lên tới khoảng 32 triệu đồng tại thị trường Việt Nam, nhưng máy không hề có cạc đồ họa rời. Bởi vì sao? Bởi vì cái máy này nó muốn hướng đến đó là mỏng gọn nhẹ và giúp cho các bạn hay phải di chuyển ra ngoài để làm việc, chứ không phải thiết kế chuẩn mực để chơi game. Dẫn đến là chúng ta cũng chỉ có một con chip dòng U, đó là Core i7-7500U và 16GB. Tuy nhiên thì niềm vui đó là chúng ta có SSD M.2 NVMe với dung lượng là 256GB. Có thể nói rằng cái thông số này thì nó quá là bé nhỏ so với một thiết bị Windows với mức giá hơn 30 triệu đúng không? Nhưng các bạn đừng có lo, bởi vì với Razer Steelblade các bạn có thể kết nối thêm với một cái phụ kiện gọi là Razer Core. Nói nôm na thì nó là một cái eGPU để giúp các bạn có thể chơi game trên sản phẩm này với cái tốc độ khung hình mượt mà hơn. Đi vào bên trong, mở lên thì chúng ta sẽ có một cái bàn phím. Ở đây cái bàn phím này mình rất thích, đó là nút rất lớn, khoảng cách giữa các phím tốt. Tuy nhiên cái hành trình của nó thì không thực sự là sâu, nó hơi nông một chút và các bạn sẽ cần mất một khoảng thời gian ngắn để làm quen. Nhưng đến khi làm quen rồi thì gõ phải gọi là quá phê luôn. Bên cạnh đó thì cái bàn phím này nó cũng là LED RGB đặc trưng của Razer, quá đẹp luôn. Và các bạn có thể thấy là hiệu ứng chuyển màu phải gọi là mê mẩn luôn. Và các bạn thậm chí có thể chỉnh màu từng phím thông qua một ứng dụng có tên là Razer Synapse. Bây giờ chúng ta sẽ nói một chút đến cái phần màn hình. Các bạn sẽ có một kích thước đó là 13.3 inch, nhưng đây là một cái sự cải tiến so với thế hệ cũ khi bạn có thể thấy viền màn hình mỏng hơn. Kích thước màn hình đã được nới rộng ra nhưng kích thước tổng thể của máy vẫn gần như là giữ nguyên so với thế hệ cũ. Trong khi đó thì thế hệ cũ các bạn đều biết là cái màn hình chỉ là khoảng 12.5 inch mà thôi, rất là bé. Độ phân giải cực kỳ cao, lên đến 3200 x 1800 pixel. Quá ấn tượng. Và thậm chí cái màn hình này nó là màn hình ISO đến từ Nhật Bản với một chất lượng cực kỳ tốt. Cái màn hình này cũng sẽ có cảm ứng để các bạn có thể điều khiển rất là dễ dàng. 13,3 inch, cảm ứng, độ phân giải cao, dùng như kiểu là cái máy tính bảng với một sức mạnh cực kỳ kinh khủng luôn. Quá là đã, quá xá là đã luôn. Tuy nhiên không phải là không có điểm yếu. Các bạn có thể thấy cái điểm yếu duy nhất nó chính là cái màn hình gương soi bóng của mình ở trong này. Và đây là một cái điều mình không thực sự thích. Biết là màn hình gương thì nó sẽ mang lại cái độ trong của hình ảnh tốt hơn, cũng như là màu sắc thể hiện tốt hơn. Nhưng nếu như chúng ta sử dụng cái laptop này bên ngoài ngoài trời này, hay trong quán cà phê đôi lúc ánh sáng nó quá phức tạp, thì cái màn hình gương này sẽ là một cái điểm yếu vô cùng lớn của sản phẩm. Nên sử dụng cái màn hình có một lớp mat thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Tiếp theo thì mình sẽ muốn nói đến phần trackpad ở đây một chút. Có thể nói rằng kích thước của nó rất là lớn khi các bạn có thể ăn trọn lên phần phía bên trên. Nó là một cái mảng thiết kế liên lạc, dẫn đến chúng ta có một thiết kế rất là ăn nhập vào phần viền bên ngoài. Cái trải nghiệm vuốt của mình trên này cũng khá là tốt. So với những thiết bị MacBook thì đương nhiên là nó vẫn chưa đạt đến độ chính xác cũng như là cảm giác xê phê như vậy. Tuy nhiên so với những thiết bị Windows mình từng trải nghiệm thì đây cũng là một trong những cái trackpad mình đánh giá khá là cao. Những cái thao tác cuộn chuột di chuột hay là những cái thao tác cuộn đa điểm các thứ thì nó đều phản hồi rất là tốt. Và đương nhiên với cái trackpad này thì nó cũng hỗ trợ đầy đủ cái thao tác của Windows 10 Precision.
Loa chúng ta có công nghệ Dolby, tuy nhiên là cái thiết kế của nó quá mỏng, dẫn đến là cái chất âm mình cũng chỉ đánh giá là bình thường mà thôi. Được cái là khá là to mồm, thế nên là các bạn cũng có thể nghe ở một vài nơi ồn ào một chút mà chúng ta vẫn có thể sơ qua nghe được những cái nội dung. Nhưng mà lời khuyên thì vẫn nên sử dụng một cái tai nghe. Razer có rất nhiều tai nghe xịn và các bạn nên sắm một bộ cho nó đồng bộ. Và cuối cùng, với một thiết bị Ultrabook như thế này thì thời lượng pin của nó cũng rất là ấn tượng. Mình dùng từ sáng đến bây giờ, các bạn có thể thấy ở góc kia vẫn còn 63% và mình sử dụng với một cường độ khá là cao. Thậm chí là còn đưa cho bên S-Channel quay video, đưa cho bên Nghe Nhìn Việt Nam chụp hình, trải nghiệm các thứ. Mà pin bây giờ vẫn còn trâu bò như thế và bây giờ đã là khoảng gần 3 giờ chiều rồi. Nếu như các bạn chỉ sử dụng những cái tác vụ thông thường để mà làm việc, có văn bản hay là check web, viết các thứ, một ngày làm việc với nó là chuyện quá đỗi đơn giản luôn. Tổng kết lại thì với Razer Steelblade 2017 này, mình có thể tóm gọn lại một câu, đây chính là một chiếc MacBook chạy Windows. Bởi vì chúng ta có một cái màn phím rất tốt, chúng ta có một khả năng thiết kế tuyệt vời, chúng ta có một màn hình cực kỳ đẹp, và cuối cùng là chúng ta có một cái mức giá rất là cao. Và đó, tất cả những chia sẻ và đánh giá sơ qua của mình về Razer Steelblade 2017. Các bạn thấy sao về sản phẩm này? Hãy để lại ý kiến ở comment phía dưới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye!